Clip này mình quay để giới thiệu sản phẩm côn gỗ hương đá tám cạnh, dây xích trục xoay linh hoạt. Mình sẽ cho các bạn xem trước cái sản phẩm, sau đó là mình giới thiệu cái tính năng của nó nhé. Đây, côn được thiết kế tám cạnh vuông thành sắc cạnh, trục xoay dây xích inox, xoay 360 độ luôn. Đó, mình xoay cho bạn xem này. Cái này trục xoay này nó rất là trơn tru, nó giảm tải cho chúng ta trong cái quá trình chúng ta đánh côn. Mặc dù là cái côn này nó nặng là 500g, nhưng mà khi chúng ta đánh có cảm giác như chúng ta đang đánh cái côn chỉ nặng 200g thôi. Bởi vì là cái trục xoay dây xích này nó giảm tải cho chúng ta rất là tốt. Côn được làm vuông thành sắt cạnh rất là đẹp. Đây, đuôi côn đây. Đó, đây, chạy chèm chéo nhá. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Cái gỗ hương đá này cũng là nằm trong cái nhóm gỗ quý anh em nhé, nên là đây là cái sản phẩm khá là tốt mà shop đang kinh doanh. Trọng lượng của nó là 500g này. Cái bộ dài thân côn là 30cm, bộ dài dây xích là 16cm nha. Đường kính ấy, thì là đuôi côn nó sẽ là 2,5 và đầu côn này sẽ là 2,3cm. Đó, tức là đầu côn nó to dần về phía đuôi này để tăng độ liên tâm và bám tay cho chúng ta. Đấy, côn được làm rất đẹp. Mình khuyến khích các bạn nên mua cùng lúc hai sản phẩm để chúng ta có thể tập đều hai tay. Đơn giản, chúng ta luyện, sau đó khi mà chúng ta luyện thành thục, chúng ta có thể sử dụng nó để sử dụng trong chiến đấu hoặc biểu diễn. Côn này biểu diễn cũng rất là tốt bởi vì là cái dây của nó rất vừa cho mu bàn tay như thế này. Nếu như mà anh em nào có cái thói quen đo dây theo cổ tay ấy, thì chúng ta sẽ quấn côn vào cổ tay như thế này và buộc vào, đúng không? Như mình đây là vừa này. Đấy, vừa luôn cổ tay. Đấy thì mình nghĩ là cái dây này sẽ phù hợp với đa số anh em, hầu hết tất cả các anh em. Mình nghĩ là nó sẽ không quá ngắn mà không quá dài với anh em, mà nó là kích thước chuẩn phổ thông. Đấy, ok, mình sẽ đánh trước bằng một tay cho các bạn cùng xem nhé. Đấy, khi chúng ta sử dụng côn một tay, đòn ra cũng khá là nhanh bởi vì là cái trục xoay linh hoạt này nó giảm tải cái trọng lượng của côn cho chúng ta. Có cảm giác là chúng ta đang đánh cái côn 200g thôi. Đáng nhẽ là 500g đánh khá là nặng đấy. Đây, mình đánh. Đó, bạn nghe âm thanh nó xé gió đấy. Đấy, đấy là mình đánh gần nhá. Đó, đó, đòn côn ra rất là sướng, trơn tru, nhẹ nhàng, thoải mái. Đó, giờ mình sẽ đánh hai tay cùng lúc. Đứng chiều này cho các bạn xem. Đó, hoặc là mình có thể biểu diễn bằng cái côn này cho các bạn xem. Ok, đây là bạn xem lại sản phẩm nhé.
Ok. Các bạn quan tâm sản phẩm hoặc đặt mua sản phẩm, các bạn truy cập vào website clk.vn hoặc là gọi đến tổng đài 1900 0114, hoặc là add Zalo, hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0907 28 0907, hoặc là 0969 868 113. Cảm ơn anh em đã xem clip. Anh em nhớ mua hàng của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.